ရှမ်းလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဦးအိမ်စွန့်ခွာနေရတဲ့ကြောက်မဲမိုင်းငေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားသောက်ကုန်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်မိုင်းငေါ်မြို့ကယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေ့စဉ်စားသောက်ဖို့ရိတ်ခါနဲ့ဟင်းသီးဟင
sẽ bị xong chuyện cả biểu bá đấy. Ồ, chị má ở khu đi mang tuần cháu mà đi là nó la lao xịt xịn, khu lo lo xe đi là chạy xe lo hiện chiếc xe đi đấy, mà chỉ lo xịn. Sẽ bị xong biểu rồi ha, xem biểu bên này chú trọng ý công ty RCSS này, xem biểu chú đây bà chị SSP biểu rồi, này mình xem mới tại buổi rồi cháu, ôn sơ khoa bi, nhị gia nhà nhà gì sẽ bị xong sự khăn rồi nhé, xem biểu anh em mà khổ luôn nhị gia nhà là bá. Sẽ bị xong này tôi để ta cần bài đã phải rồi, cái này là cùng nhị gia rồi, xin nhớ bên mẹ, nhị gia lulu tại buổi rồi, phiền nhị gia cháu, để ta cần biểu rồi ha, khách khách chú nhị gia là phiền bá đấy. Tôi mà tiền xe này, khổ lo lo xe tiền nó mới ra đấy chứ. RCSS này SSPV tập hội rồi tại buổi lễ trang xem bị miêu bài mà này sông hòa đồ rồi bộ miêu là này này lưu thì đa gần người ta tổng đàn đi ra bài đấy tại buổi lễ giờ phụ xem lưu lưu cái trang số đi ra bì nạp phát công trạng rồi cố sẽ lấy rồi trên những tuyển sủng cái bên mẹ đã chỉ chuyển chỉ tại buổi lễ sẽ là phía bảo an đi bài đấy cho nó tụt đã chăn đã bả.